Nhóm hộ xảo há thuộc thôn Khó Chớ, xã Vần Trải, huyện Đồng Văn được thiên nhiên ban tặng với hệ thống hang động, rừng nguyên sinh và những nếp nhà chình tường cùng với bản sắc văn hóa truyền thống. Mặc dù có điều kiện thuận lợi, song nơi đây vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng lợi thế để du lịch thực sự phát triển. Nhóm hộ xảo há thuộc thôn Khó Chớ nằm cách trụ sở trung tâm xã Vần Trải khoảng 2 km là nơi sinh sống của 22 hộ dân tộc Mông. Nơi đây được bao bọc bởi hệ thống rừng nguyên sinh rộng khoảng 500 ha ở độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển. Bên cạnh hệ thống rừng nguyên sinh, nơi đây còn có các điểm nhấn đáng chú ý, hấp dẫn du khách như hệ thống rừng trúc, hang phỉ, nhà cổ, miếu xảo há. Khi đến đây ai cũng sẽ có cảm nhận bởi sự yên bình, không khí trong lành. Để cho cái tiềm năng phát triển du lịch đối với thôn nhóm xảo há này, thì thứ nhất thì bà con các giữ được cái nếp truyền thống, nhất là nhà, thứ hai nữa là cái không khí trong này để mát lành, và ở đây thì đặc biệt là có một cái rừng nguyên sinh, các cây rất là to lớn. Với vẻ đẹp hoang sơ thơ mộng đã có nhiều du khách đến trải nghiệm tại khu rừng trúc, rừng nguyên sinh tham quan nhóm hộ dân tộc Mông ở đây. Cũng có nhiều công ty lữ hành đã có các chuyến khảo sát nhằm xây dựng tour du lịch trải nghiệm nối liền từ Vần Trải với các xã lân cận. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất là hệ thống đường giao thông vào thôn kéo dài từ trung tâm xã rộng khoảng 1 mét, chỉ vừa hai xe máy có thể tránh nhau. Ngoài ra, do nằm ở độ cao trên 1.500 mét, tình trạng thiếu nước thường xuyên cũng là nguyên nhân cản trở đến sự phát triển du lịch. Nhóm hộ ở trên xào khá là giữ nguyên được cái làng nhà cổ kính và được giữ nguyên là cái nhà cổ này với là rừng nguyên sinh. Thứ hai nữa là muốn phát triển được du lịch thì chúng ta phải mở các kêu gọi các tuyến đường, nhất là đường lên khó khăn trong cái quá trình, cũng muốn là kêu gọi các nhà đầu tư ngành có liên quan, các cấp quan tâm đến cái tuyến đường để nhóm hộ dân trên nhóm sổ hóa trên là để phát triển du lịch. Hiện nay, để bảo tồn nét văn hóa truyền thống của thôn Kho Chớ, cấp ủy chính quyền xã Vần Trải cũng vận động tuyên truyền đến các hộ dân trong thôn giữ gìn nét kiến trúc nhà chình tường truyền thống, hàng rào đá, không chặt phá rừng, song đó chỉ là giải pháp tạm thời. Để nơi đây thực sự là điểm đến cho du lịch phát triển, cần có sự nhìn nhận, đánh giá, đầu tư, khai thác một cách có hiệu quả, từ đó đánh giá tiềm năng lợi thế về du lịch để xảo há thực sự là điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương.